làm bạn gái chung nha. Thì lúc đó là dạ rồi. Trời, có khi nào người yêu mình chê mình giống như con vượn cái nó ấy không? Quen anh này thì anh xua tan y suy nghĩ đó đi, nhưng mà ổng cứ kế bên em là ổng cứ bức lòng em. Em nổi điên lắm. Tới đây lẹ đi, để mọi người đi hết rồi em chạy theo, chạy tí tấn tới bụm xong chạy đi, tức là cho em một quả xong rồi bắt đầu ảnh chạy đi. Thôi bất lắm. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì mời tất cả quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật to cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thịnh. Em tên là Trần Hoài Trung, hôm nay em 29 tuổi, quê ở Tây Ninh, sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là kỹ sư ạ. Em tên là Nguyễn Kim Mũi, thì hiện em là nhân viên kinh doanh về trang thiết bị y tế quân đội, quê ở Tây Ninh giống như ông xã, hiện tại cũng làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi A Mũi với Trung là quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em là bạn học chung cấp 2, cấp 3. Bạn này bá học cấp 3 do bả dễ thương thiệt, nhưng mà bả nhoi lắm, cà rỡ lắm, y như con trai. Bẵng đi một thời gian sau á, năm 2011 á, thì tụi em có đi ăn chung cái đám cưới của người bạn, xình thế không biết. Gặp lại dạ, chắc là do là đi ăn đám cưới đông người á, rồi bắt đầu nhẹ nhàng, dạ đúng rồi, kiềm chế là tự nhiên ấn tượng. Rồi sau này đi Sài Gòn á, học, hai đứa còn đi học á, thì nó mới chia sẻ nhau nhiều hơn. Thế còn Mũi thì sao? Dạ, cái ấn tượng đầu tiên của em là cẩu thả. Vì em hồi xưa là em cho thuê truyện tranh, thì anh là anh thuê thì ta nói trả một cái hay là quyển sách, ta nói nó te tua luôn chị ạ. À, nó gấp lại rồi gặp mưa rồi nó phùng cái gáy lên. Trời ơi, em chửi quá trời chửi luôn. Thì em chửi riết mà em nhớ cái mặt luôn chị. Dạ, bà dữ lắm. Vậy là anh xàm lắm. Bao lâu thì các bạn mới nảy sinh tình cảm? Cuối 2011, gần 2012 là... 14 tháng 2 năm 2012 á, thì trong cái chuyến đi chơi đó em mới thuê một cái chiếc xe đạp dịch đó nha. Em lên đạp dịch cái bắt đầu em mới tỏ tình. Mình đạp ra tới cái chỗ tối nha, mình mới dám nắm tay. Mũi, làm bạn gái chung nha. Thì lúc đó là dạ rồi. Có lén lén hôn được nhẹ cái trán cái rồi mới cho lên bờ lại đạp dạ, loi bắn hỏng ra tới cái chỗ tối không hôn được miếng tổ chết. Nói nghe nè, hôn nhẹ là hôn sao? Dạ thì hôn lại nè, chứ hôn lại đó. Cứ hôn nhẹ trái vậy thôi đó. Dạ đó em. Rồi em rồi chừng nào mới hôn nặng đó định nổi. Dạ, bữa đó là em đi làm thêm, em làm tại nhà bạn này. Cái đầu mình cũng mệt thiệt, mình nằm xuống mình nghỉ. Chỉ là chỉ nằm kế, nhưng mà em nằm đầu này, bả nằm đầu kia. Trời ơi, nằm vậy rồi sao nghỉ được. Thì mình cứ nghĩ là ổng mệt, ổng nghỉ thì mình cũng mệt, mình cũng nằm nghỉ thôi. Lúc đó em làm gì em mệt ta, em ở nhà mà. Em cũng phụ anh chứ bộ. Thì ông này tự nhiên mở mắt ra thấy ổng nhìn mình. Tự nhiên hai cái mặt sát vậy nè, tự nhiên có cái hơi người là mình mở mắt ra mình thấy. Bắt đầu là vậy đó anh, vậy đó. Là chuyện gì tới nó tới luôn. Dạ, là hôn nặng. Hôn nặng thôi chứ còn không có gì nữa. Dạ, dạ. Mà nó vụng về lắm. Lúc đó là tại vì em là... cũng nụ hôn đầu tiên của hai đứa luôn. Hùng nó kỳ lắm, để vô một cái bọc cái là xong thả ra. Ông rung lắm. Lúc đó hai đứa rung. Rồi sau đó một cái chuyến đi chơi xa của hai đứa bằng xe máy nữa là nó mới nhiều chuyện nó xảy ra. Giận hờn bắt đầu nó lòi ra những cái tính, rồi cái đầu mình mới biết được cái cách để giải quyết. Em thì nói chung là em bị có lông nhiều á chị, nên em rất là mặc cảm với vấn đề đó. Rồi thì trước khi mà em quen ai là em cứ nghĩ tới vấn đề đó không? Nói trời, có khi nào người yêu mình chê mình giống như con vượn cái nó ấy không? Bắt đầu quen anh này thì anh xua tan y suy nghĩ đó đi, nhưng mà ổng cứ kế bên em là ổng cứ bức lòng em. Em nổi điên lắm. Xong cái đầu ngày 5 tháng Giêng đúng không? 2012. Thì bắt đầu là hai đứa bắt đầu viết cái cam kết là em mới ghi là chung ở gần Mũi là không có được bức lông của Mũi nè, không có được tọt lét Mũi nè. Rồi nói chung là đại khái cũng vài cái nữa, xong rồi đầu ghi ra hai bản, em một bản, rồi ảnh cũng có những cái điều khoản tương tự luôn. Nói chung là khoảng 3-4 điều vậy thôi. Cái của em mới là kinh khủng, là bạn có cái tật thú vui là ở với thả bom. Ai? Thì lúc đầu thì em cũng hơi bất ngờ chí, nhưng mà tự nhiên thấy nó thú vị.
nhưng mà cũng phải hạn chế chứ, quá chứ ai chịu mà nổi. Lần đầu em mới nói là ghi vô là không được thả bom trước mặt Trung, ở đâu cũng được nhưng mà trước mặt Trung đừng có thả bom. Em nói. Thì em sau lưng không đó. Cái thứ hai nữa là khi mà ôm á, khi mà đi chở xe á, lúc mới quen á là bà không mắc cỡ, bà vịn vai mà. Em nói đi xe á, là phải vịn eo chứ không có vịn vai. Đó là hai ba điều vậy đó, em cũng hai ba điều đó, nhưng mà cái nặng nhất là cái chỗ thả bom đó đó. Tội ha. Dần rồi là cái việc thả bom nó mới bắt đầu nó càng ngày càng khủng khiếp hơn. Nó ngày nào mà tần suất nó dày hơn hả? Nó dày hơn và nó bạn thả bom xong bạn bụm vô tay bạn để vô mũi mình. Thôi rồi. Quá lầy. Âm mũi lầy quá. Bom này hả còn nặng hơn là bom sinh học. Dạ. Sao mà cưới nhau còn khủng khiếp hơn nữa. Bây giờ sao? Bây giờ thì bạn cái level mà thả bom của bạn là lên cực điểm rồi. Em cũng đang mong muốn để lên chương trình này, mục đích là để cho bạn giảm lại giùm em để em nhờ nè. Nghĩa là hai vợ chồng đang là giỡn với nhau á, âu yếm bà rờ rẫm bà sờ sẫm mò mẫm, mình đang phê vô cái thế á, cái bắt đầu hai cái chân bả kẹp hai cái tay mình à. Rồi hai cái tay bả vịn hai cái chân mình. Không. Là cái gì nó ngay trước mặt mình là anh biết rồi đó. Không. Đó. Em nói anh là em không đỡ được luôn. Đó là nhỏ. Em chỉ biết em nằm em cam chịu rồi đó chứ. Trời ơi, em nhỏ coi như lớn không nổi. Em ơi. Đó là em không có cái mền cái gì để em chịu đựng được luôn. Nó cứ ngắt rồi. Anh biết cái cảm giác mà lúc đó mà nó đang phê phê mà nó đang lân á, làm cái bụm mà làm cái bụm một cái nó bao nhiêu cảm xúc của em là nó tụ trong những cái, dạ, cái rồi, điều mà em yêu đó chính là mùi mũi à. Hai em là quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Chính thức là tỏ tình là 2012, cuối 2017 tụi em mới cưới. Vậy là cái đêm động phòng không có gì gọi là đi đêm tầng thú vị và đặc biệt không? Dạ đêm động phòng á anh, em kể đi. Cái nhà thì nói chung là nó cũng khổ cho tụi em, có nghĩa là một phòng kế bên là phòng của đứa em trai, ngay cái đầu giường của em á thì là mẹ ngủ ngoài, mẹ không có ngủ phòng, cái giường thì nó quay sát vô cái tường. Thì cái đêm đó là xong rồi thôi, cũng gắng quất một cái mà ta nói hả, cái giường nó kêu kẹt không có làm được cái gì hết trơn anh ơi. Không có đi sâu đi xa mà đi tới nơi tới chốn được á. À, vậy mà cái giường nó chổng vô cái tường nữa đúng không? Rồi mẹ ngủ ngay đó nữa, sợ mẹ ngủ không được. Dạ. Cho nên là thôi. Coi như là giữa đường gãy gánh á. Mình thì mình không có xỉn, mình đang chuẩn bị tâm lý rất là sẵn sàng cho cái đêm tân hôn. Còn cái chị này chỉ xỉn là mình cứ khiều miết hả? Mà khiều dữ lắm luôn á mới bắt đầu được. Mà bắt đầu thì cái giường của đầu nó dở chứng. Đó, nó cứ có cái két khó chịu dễ sợ. Rồi bữa đó bà có thả bom không? Dạ không, bữa đó thì được cái là họ không có thả bom. Trời, bữa đó thả bom nó chắc chết em luôn. Em nở nể vợ em ở chỗ là cái là khi mà cưới rồi á là mẹ là thả bom nha, nhưng mà mẹ con thả bom là cái khiều mẹ em luôn á, là một cái bụm rồi chạy. Rồi chạy rồi luôn. Mẹ chạy. Mẹ bỏ chạy luôn hả? Dạ không, em chạy. Trời ơi. Mẹ chồng chắc thương mẹ mũi lắm đúng không? Dạ mẹ em thì thương vợ em lắm, như con gái trong nhà vậy đó. Dạ khoan, anh chị mới nghe có một phía à, sao không nghe em nói nè. Chồng em cũng có thua em. Nó thế lúc em đó. Rồi nhân đây mình nói luôn tật xấu đi. Rồi vạch mặt luôn đi. Vạch mặt luôn. Nãy giờ kể có một mình em à. Ảnh muốn thả bom em là ảnh thả bom có câu chuyện. Ví dụ như là đang đi chơi với một nhóm và ảnh làm cái mặt rất là nghiêm trọng, quan tâm tới em tới đây lẹ đi, để mọi người đi hết rồi em chạy theo, chạy tới tấn tới bụm xong chạy đi, tức là cho em một quả xong rồi bắt đầu ảnh chạy đi rồi em bất tâm. Nên là cuộc đời em không bao giờ bị ung thư. Tại vì là không bao giờ bị ung thư với đột quỵ. Tại vì cái theo khoa học người ta nói là cái mùi thả bơm mà khi ai mà hửi nhiều là chống đột quỵ. Cho nên là đó là lý do tại sao mà công ty em là không bao giờ bị đột quỵ. Trời. Từ sếp cho tới là mấy bạn đồng nghiệp là đều bị em thả. Tôi nghĩ rằng là em nên viết sách đi. Viết sách. Đó, bạn này vẫn gọi là rất là tự tin chuyện đó. Tật xấu thì em chỉ thấy chỉ có hai cái thôi, là một rất là bề bộn và hai nữa là quên tắt đèn xi nhan. Còn ngoài ra thì chồng em là rất là
tuyệt vời. Thật ra không có cái gì để khen em tuyệt vời để em đừng có dạch cái tật xấu của cô ấy ra thôi. Thật ra là em chuẩn bị rồi chứ em biết tật xấu của vợ em á, một cái bị một cái là cái bệnh nghề nghiệp, cứ đi đâu cũng thấy vi trùng, đi đâu cũng thấy vi khuẩn hết. Sạch sẽ. Dạ sạch sẽ mà kiểu quá đáng anh. Đó vậy giờ mong muốn thay đổi gì, em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ em thì mong muốn vợ em cái là bớt cái bệnh nghề nghiệp lại xíu, thoáng thoáng ra. Ít thả bom. Hạn chế thả bom. Thả bom lại tí. Đó dạ. Có hai cái mong muốn đó. Giờ tới em mũi. Em thì mong muốn anh ấy là bớt thức khuya, bớt trôn vợ lại, nhớ tắt đèn xi nhan, gọn gàng lại xíu. Tỷ lệ là 4-4-2 đó. Đến đây là cũng em cũng nghe tiếng anh Quốc Thuận cũng lâu rồi. Thế cho nên chứ? Là em cũng muốn được anh Quốc Thuận chúc thiệt tiếng á. Dạ. Có khi nào mà em thành ông mụ luôn không trời. Dạ. Hôm nay chị các em đến chương trình Vợ Chồng Son thấy không? Dạ. Chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng vui tươi hòa nhã như thế này. Dạ. Và dạ. Năm 2019 sẽ có một thiên thần hoặc một cặp luôn xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng. Trời ơi. Dạ. Wow. Dạ. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhé xi nhan bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Kiểu làm giá mấy tháng trước thôi chứ thấy ông này khoái mộ. Dạ, đêm động phòng thì ổng nói là sáng mai có lớp. Rồi thôi cho ngủ luôn đi. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hành nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Xâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, chào chị. Hai em có cái gương mặt bầu bỉnh nhìn nó hao hao giống nhau á. Như cô dâu có. Dạ, có em bé. Có em bé hả? Wow. Dạ, em bé của em được 4 tháng 3 ngày rồi. Tụi em cưới nhau được 2 năm. Thì cái ngày mà kỷ niệm ngày cưới là em tặng cho ổng thằng này. Quá tuyệt vời ha. Kính chào chị Hồng Vân, kính chào anh Quốc Thuận và quý khán giả. Trước tiên em sẽ tự giới thiệu, em là anh Khoa, em 30 tuổi và hiện đang là giảng viên trường đại học quốc tế Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em tên là Huỳnh Kim Hiền, em sinh năm 91. Thì hiện tại là em đang có công việc kinh doanh mỹ phẩm. Cách đây khoảng 4 năm thì dẫn ba mẹ em đi chơi. Em cũng xách máy chụp hình, em đi dạo chụp hình cho ba mẹ này nọ. Vợ em thì lúc đó cũng đang đi chơi với bạn bè. Và lúc đó là vợ em làm người mẫu cho bạn bè luôn. Thật ra vợ em mặc đồ rất là lồng lộn, rất là đẹp. Thật ra em mới để ý. Thì lúc đó thì em gặp anh này em có ấn tượng gì về anh không? Thấy hồi mà em đi chụp cũng nhiều lắm rồi, đâu thấy tự nhiên có một thằng nào chạy tẩn lại. Anh nãy anh có chụp của em mấy tấm hình nè. Thế nói ủa cha nào vô duyên tự nhiên chụp người ta đã chạy lại làm quen. Dạ, cái xong thì ảnh đưa cho em cái nem kẹt á. Rồi cái anh chạy đi mất tiêu. Mắc cỡ hả em? Của mình cũng thấy mình cũng vô duyên thiệt. Tại vì em thấy bạn này là em bị hớp hồn liền. Yeah. Đúng không? Bạn đúng đẹp không? Quá trời mà. Nói chung là cũng lần đầu tiên mà làm chuyện đó. Rồi em nhận đứa cà visit rồi sau đó có liên hệ với anh không? Do là mình cũng chảnh á. Thì kiểu thấy ông này ổng dạng thư sinh rồi không phải là gu của em. Rồi cái mấy người bạn đi chung á thì chạy lại cái giật cái nem kẹt của em. Lê Ngọc Anh Khoa nha. Thạc sĩ nha, đại học quốc gia nha, quốc tế nữa. Cua đi mày được á. Cũng quay trở về cái thời mà yahoo.com là alo, xin chào anh làm ơn cho em xin mấy tấm hình, vậy đó. Rồi cái tưởng đâu, không trả lời lại, nhẹ cũng nhắn tin. Cái ảnh cho số điện thoại. Thế nay chừng nào mà em muốn đi chơi hay là muốn cà phê á, thì nhớ cho anh cơ hội. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhé xi nhan, bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Đến khi nào em mới quyết định tỏ tình với cô? 4 tháng sau thì trong một dịp em đi công tác của trường là dẫn sinh viên đi Managui. Còn bạn giờ em thì cũng tình cờ là cũng có đi chơi với bạn bè ở Đà Lạt. Lên Đà Lạt. Đúng rồi. Trốn trại mình đi. Trốn trại. Đêm đó lên Đà Lạt. Cái mấy anh mấy chị thì có cặp rồi chạy xe máy đi, có cặp có đôi, còn em chạy cũng chạy xe máy mà vòng hồi Xuân Hương mà bữa đó mưa lốc phớt nữa, lạnh muốn chết luôn. Tự nhiên cái thấy ông này ông kéo cái vali ông sợ đi tới. Kiểu bất ngờ luôn á. Thế là cũng đi về khách sạn. Qua ngày hôm sau thì đi chơi.
Thì anh này anh mới hẹn đi ra ngoài, anh hỏi là hoa lên đây có hai mình thôi quen anh đi. Thế mình thấy thật ra là tình trong như đã mặt ngoài còn e, kiểu làm giá mấy tháng trước thôi, chứ thấy ông này khoái mồ. Thật ra lúc đó thì cũng chưa trả lời gì đâu, nhưng mà lúc mà lên xe rồi thấy tự ôm eo rồi này nọ thì là biết rồi, đúng không? Anh cầu hôn có lãng mạn. Cầu hôn ngay tại nhà mà nguyên sớm kéo lại luôn. Ủa vậy hả? Kéo lại chị? Thì cầm cái nhẫn ra quỳ hoài, mà lúc đó em đang em tám với mấy bà chị. À. Quỳ hoài, cái mấy đứa nhỏ mới nói, cô Hiền, chú Khoa, cầu hôn cô kìa. Nhà em thì ở giữa hẻm. À. Cái là đám chạy đầu hẻm, đám chạy cuối hẻm, nó lôi ông già bà cả ra. Nguyên một xóm luôn. Tại vì là anh em anh quỳ trước. Ông quỳ. Tại vì người ta là đối mặt rồi. À em dạ, mới đồng ý lấy dạ. Đâu em quỳ thử cho anh coi. Mọi người có muốn coi anh cứ để anh quỳ. Nhiều bó hoa đi dạ, đó. Rồi. Quỳ coi. Quỳ. Quỳ vậy hả? Dạ quỳ vậy đó anh. À, tặng vậy thôi đó. Thôi đi, trả qua lại. Rồi, quen nhau 2 năm quá, có nói là thời gian dài chứ đúng không? Dạ. Và cưới nhau, thì đêm động phòng vui không? Dạ, đêm động phòng thì nó ổng nói là sáng mai có lớp. Rồi thôi cho anh ngủ luôn đi. Ủa, nhưng mà đêm động phòng là đêm quý giá mà. Dạ, tại vì em là có đám hỏi nữa. À. À, trong cái thời gian mà đám hỏi, sau đám hỏi đó là cũng đi Đà Lạt rồi đi Đà Nẵng, rồi cũng kiểu như là cũng bút phòng, nhưng mà bút phòng 2 giường, xong rồi sáng hôm sau không biết sao cùng giường, không biết ứng chứng rồi gì dạ, ứng chứng rồi. Sao mà tự nhiên mò qua vậy? Lạnh anh, là đi Đà Lạt lạnh. Chung ở Đà Lạt mà anh mò qua, em mò qua sao em mò qua em biết không, chứ là mở đầu là ngủ chung. À. Rồi sau từ từ mới tính ABCD tới dắp. À, từ A tới S. Ờ, đúng không? À. Cái sau khi cưới có chuyện, cái câu chuyện thật ra là từ hồi mà mới yêu cho tới mà lúc mà cưới, lúc nào em cũng ghen chứ, em là ghen chúa luôn á. Dạ, tự nhận luôn. Mà, thì lúc trước khi cưới á, thì cứ lâu lâu, chừng 2-3 ngày á, là sẽ có một cái tin nhắn ghi là bảo tiên mà không có dấu. Thì nó hiện lên thôi chứ nó không có hiện nội dung. Rồi xong rồi tới hồi cưới nhau, anh nghĩ đi, 5 giờ sáng, bảo tiên, 12 giờ khuya, bảo tiên, qua ngày này cũng bảo tiên, qua ngày sau cũng bảo tiên. Thế là em lồng lộn lên hỏi bây giờ là đứa nào, nói đi, tiên trong, là con nào. Tại vì dạ. Trong đồng nghiệp thì cũng có cô giáo tên là Tiên. Giờ Linh. ác ôn không ạ? Dạ, thì em nói là tổng đài, nhắn thôi. Cái giờ thì cuối cùng bảo tiên lại. Dạ, mobile phone. Anh thử mà không bỏ dấu coi nó là sao. Bao tiền? Báo tiền. Cưới về tụi em ở với nhau là bao nhiêu lâu rồi? Dạ, 2 năm 2 tháng. 2 năm 2 tháng. Vậy thì anh ấy có tính xấu gì không? Dạ, tính xấu thì nhiều lắm anh. Nhưng mà đặc biệt là tính xấu mà em nói thiệt là em chỉ không được mà anh cũng không chỉ được luôn. Muốn làm gì? Là chiều em quá trời. Ổng chiều xong rồi ổng quay ngược lại, ổng nói cái đó sai đó. Nhưng mà cũng chiều trước, rồi sai xong tính sao. Với lại là gái. Tức là ảnh thì ảnh làm việc phi lắm. Ảnh làm việc xong mà lúc đó em ngủ rồi, thì ngủ sai rồi thôi, kệ không sao. Rồi cái sau này bắt đầu em có em bé, rồi cái giấc ngủ nó cũng chập chờn á. 1 giờ ổng kéo cho mày tới 5 giờ sáng rồi em thức luôn. Cái kêu em á là chừng nào anh ngái á, em quay qua em quýnh anh. Em quýnh đâu được mấy ngày. Ngồi ghiến mệt luôn. Hai cái tật xấu này không biết sao mà nói luôn. Tại vì cái ngái đâu phải tật xấu. Còn bác gái có điều gì xấu không hả bác trai? Thì đâu dám nói. Trước giờ dễ thì ra gì? Ngoài đường thì em cũng ít khi nói xấu vợ lắm. À. Ra. Mà hôm nay thì đây là cơ hội đấy em nghe. Thì hôm nay thì nói, nhưng mà cũng thật ra là chuyện xấu này cũng tại em thôi. Như hồi nãy đó, tại em chiều vợ quá. Ví dụ có những cái công việc cũng đơn giản thôi, nhưng mà cũng muốn xài, phải xài mà là... Có nghĩa là giờ nói tóm lại là sợ, không dám nói cái chữ làm biến đúng không? Dạ. Giống như một chuyện hổng thiên á. Thì chung là em cũng nhìn xa, cũng có những chuyện mà em cũng muốn khuyên, nhưng mà nếu mà người ngoài nói vô thì vợ em nghe, còn em nói thì vợ em không nghe. Không chịu nghe liền. Dạ. Cứng đầu. Dạ, cứng đầu. Về kinh tế gia đình thì ai là người nắm giữ? Tiền thì anh của anh giữ, của em giữ. Dạ. Tại vì nói chung là hồi lúc mà mới cưới nhau được 3 ngày á, là cũng
nảy lửa vụ tiền bạc này rồi. Nên là từ đó về sau là thôi kệ cha nó luôn. Đó là xung đột về vấn đề như thế nào? Ở dưới quê em á, là khi mà một người con gái đi về nhà chồng rồi á, thì tất cả tất tần tật các chi phí á, là nhà chồng sẽ lo. Sẽ lo hết cho người vợ. Thì ông này ông mới nói là thôi bây giờ mình có cái quỹ chung đi, mỗi tháng góp vô nhiêu, hình như góp vô 2-3 triệu gì đó. Cái em nói không, tại sao phải góp? Mà em nghĩ là tự nhiên cưới người ta về rồi bắt người ta đóng tiền, ghét, không đóng. Nhưng mà tới giờ thì chồng em tự lo hết rồi, em cũng không cần đóng luôn. Khi mà nghe những cái lời đề nghị của anh bực bội lắm anh. Tiền mẹ còn phải cho mình thêm nữa mà tại sao mình phải đóng cho chồng vậy đó. Mình nghĩ là cái tiền đó là cái bổn phận là mình phải sốc đóng. Sốc đúng không? Dạ sốc lắm. Nó thì em nghĩ là vậy gì làm thêm thì ra tiền, thì tiền đó sẽ đóng vào để mà mình thấy là mình có trách nhiệm với gia đình. Bởi vì mình không có đủ cái thời gian để mà mình lo cho gia đình, thì mình có chi gì đó để mình thấy là mình có trách nhiệm gì đó với gia đình, chứ không phải là đi làm không rồi về rồi không có. Sẵn đà nói luôn, mong muốn chồng thay đổi gì đi. Thật ra thì em muốn nhưng mà em chắc chắn là em cũng sẽ không bao giờ em làm được. Tại vì em muốn là ổng bớt chịu em, nhưng mà ổng mà không chịu em sẽ lồng lộn lên. Không, thì bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nghe lời chồng hơn, thì nói chung là không phải nghe lời mà là tiếp thu, lắng nghe. Chị nghĩ là gì nè, cái chuyện mà chồng chiều mình á, cứ để vậy đi. Dạ. Đừng có nói anh thay đổi. Dạ. Nhưng về phía mình thì mình sẽ tự thay đổi. Dạ. Có nghĩa là chiều những cái đúng thôi. Dạ. Còn những cái mà không đúng mình tự mình sửa. Em thì chị nghĩ là em nên có một cái gọi là gì, lập trường nó kiên định một chút. Dạ. Xíu. Và một cái cá tính nó tương đối là gọi là độc lập một chút xíu với vợ. Yeah. Để cô ấy thấy là ngoài cái vấn đề em là trụ cột gia đình thì em còn là một cái tùng cái bách nữa. Yeah. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và chúc cho mẹ tròn con vuông. Dạ, yeah, yeah. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị. Mình nói chuyện không à? Mà anh không có nói chuyện. Anh cứ mắt anh cứ tia mình từ trên xuống dưới, đảo lên, đảo xuống. Ồ, anh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết luôn. Em mới thấy là cái ông này hả, lần đầu tiên mà vừa gặp mình mà đã hả, giống như là vừa già mà kiểu mà cứ nhìn con gái người ta cứ nhìn từng nhìn xoáy dạ, vô mà nhìn, dạ, mà nhìn những cái chỗ mà hiểm hiểm không mà. Lần thứ hai là do là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu. Thì cái cổ áo nó hơi có hở ra xíu. Mà anh này hả, ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này. Là sau này cưới rồi ảnh mới nói trời bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Và bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, em tên là Nguyễn Trung Trực, năm nay em 30 tuổi, tại em đang làm nhân viên quản trị mạng, em đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Em tên là Tô Thủy Tiên, em năm nay 26 tuổi, công việc hiện tại của em là kinh doanh shop thời trang quần áo trẻ em và em đến từ Biên Hòa. Rồi, hai em gặp nhau và quen nhau như thế nào? Em có một cô bạn thân mở một cái studio áo cưới. Hôm đó thì em lên cái trang Facebook của cô bạn thân em á, thấy cô này sao mà nhìn trắng, nhìn múp 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 thì ghét quá, nhìn ngon ngon. Lúc đó là em cũng xin bạn em là thông tin của cô này là để lên làm quen. Em thì lúc đó đâu có hèm để ý ông này đâu. Anh này thì nhắn tin thì em cứ kệ, hoặc là đã xem vậy thôi, còn mấy thì cứ rồi không rảnh đâu, không đi. Hình như do lúc đó là vợ em có nhiều trai theo lắm nên không phải, tại em thấy anh này ảnh lạ quá, mà trai đâu tự nhiên vô nhắn tin người ta thì thấy cũng chắc anh này là cũng hay gạ gái gì kiểu vậy lắm nè. Rồi em tấn công tiếp theo nữa là nhiều thế nào? Tại xưa giờ em cô gái là ít có cô nào mà lọt lưới em đó. Em cứ nhắn tin vậy đó, khoảng tầm 2 tháng sau á, cô này nhắn tin cho em hỏi đang làm gì vợ, rảnh không, đi chơi không. Không phải là vậy nè, cái hôm đó là đêm trung thu mà em thì có gọi điện thoại cho mấy bạn là đi chơi trung thu, mà lúc đó hình như là đa số là mấy bạn đi chơi có bồ hết rồi, cho nên là em cũng muốn đi ra đường lắm mà giờ tự nhiên ở nhà buồn quá mà chơi. Dạ đúng rồi, cái thấy anh này anh đang on trên Facebook á, cái em mới hỏi là anh ơi rảnh không, đang làm gì vậy, đi uống nước nha.
thì ông này ổng chắc khoái quá, đồng ý lâu lắm rồi cưng, chờ đúng 2-3 tháng rồi. Em với ảnh uống nước thì ngồi đối diện nhau, mà ảnh thì ngồi cứ dựa lưng vô ghế như thế này, xong rồi cứ mình nói chuyện không à, mà ảnh không có nói chuyện, ảnh cứ mắt ảnh cứ tia mình từ trên xuống dưới, đảo lên đảo xuống. Ồ, anh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết luôn. Em mới thấy là cái ông này hả, lần đầu tiên mà vừa gặp mình mà đã hả, giống như là vừa già mà kiểu mà cứ nhìn con gái người ta cứ nhìn từng nhìn xoáy dạ, vô mà nhìn, dạ, mà nhìn những cái chỗ mà hiểm hiểm không mà thôi. Là cho nên là thấy khó chịu cho nên đi dạ, về đúng rồi. Sau rồi mình nói ông này vậy là không được rồi, thôi giả bộ nói là hả, thôi nhà em bận rồi, thôi em đi về đi, anh chở em về. Là bao lâu rồi mới có lần đi chơi thứ nhì? Bữa hôm đó là em đang ngồi ở nhà thì bạn thân của em với vợ em á là đi uống nước, xong bắt đầu là bạn thân em mới nói với vợ em á, thôi kêu thằng trực ra cho nó trả tiền. Anh này anh có cái tật là anh không có bỏ từ lần đầu cho tới lần thứ hai luôn. Lần thứ hai là do là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu, thì cái cổ áo nó hơi có hở ra xíu, mà anh này hả, ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này. Là sau này cưới rồi ảnh mới nói trời bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Trời ơi tội em quá. Có nghĩa là sau này mới thổ lộ cái điều đó. Dạ đúng rồi. Ủa em Thuận xem té vậy bộ đồng cảm ơi. Phải đồng cảm, đồng cảm. Em đi chơi vợ em cũng vậy đúng không? Không, lúc đó em đeo kiếng đen. Đó thấy chưa. Sau này vợ em mới nói là em là thích trâu già, thích gặm có non. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ em cưới được 5 năm rưỡi rồi. Tụi em là em bé được mấy tuổi rồi? Dạ em bé em năm nay được 9 tháng. Bây giờ tụi em là ở nhà riêng hả, ở chung với ba mẹ bên nào? Dạ ở riêng, hai tụi em đang ở riêng với nhau. Rồi lúc mà cưới xong rồi tách ra riêng vậy là có nhờ giả gì được ông bà nội bà ngoại không? Hồi lúc mới cưới thì nhà hai đứa nói chung là chỉ có cái giường với cái tủ thôi, với một cái quạt nữa, nói chung là trống lắm. Hai vợ chồng cứ dụ như chở em về nhà ngoại đi, cái hay cái gì, cái chén, cái đũa, cái muỗng xin. Dạ không, không có xin. Im bỏ túi lụm đem về. Rồi qua nhà nội thì rinh gì về? Thì thấy nhà nội có cái quạt hay cái tivi hay cái gì mà dạng như nội không xài thì nói anh xin mẹ lấy cái đó về mình coi tivi đi. Xin tivi. Dạ. Có xin máy lạnh không? Dạ có xin máy lạnh luôn. Cái gì dư ra là xin hết anh. Tuần là về nhà ông bà ngoại ăn sáng. Rồi trưa đến mà ví dụ như kêu thôi hôm nay tiết kiệm tiền đi chợ thì ở nhà ăn bám luôn. Dễ thương. Trong tuần là qua nội, còn cuối tuần thì về ngoại. Rồi bây giờ thì tật xấu của vợ em là như thế nào? Tật xấu của em mới nhất là lười tắm. Tại hồi mà lúc mới quen á, là em thì cũng gần lúc đó gần cưới rồi, thì có ngồi nhậu với ông anh, gọi là ông anh cọc chèo của bên vợ á. Thì ông anh đó mới nói là hồi xưa á, là em đi chơi với vợ em á, là vợ em về là không có tắm. Về là chỉ sức miếng nước hoa sau em lên em chở đi chơi thôi. Mà lên em cứ thích này nọ rồi đó. Nó che khuất đi các mùi khác. Dạ lúc đó kêu xong anh thơm quá. Em thơm quá cho anh hửi miếng. Cuối cùng là sau đó vỡ mộng luôn. Bây giờ là một ngày tắm lần hay sao? Dạ ngày thì em tắm lần, nhưng mà do là cái lúc đó là trời cũng lạnh đó chị. Xong rồi ảnh hẹn đi chơi thì mình cũng đâm ra cũng hơi làm biến tắm, mà cái đó thì em chắc lẽ em không nói đâu, mà do là cái ông anh á, ổng hay ngồi ổng chọc em, cái em mới nói trời ơi hồi xưa á hả, ông trực hả, ông khoái em lắm. Hỏi sao khoái? Tại em thơm. Mà biết sao thơm không? Đâu tắm đâu. Ông trực nói em sao người em thơm quá vậy, em xài gì thơm vậy? Em đâu xài nước hoa đâu nha, em chỉ tắm thôi. Rồi còn gì nữa không? Dạ vợ em là hay ngủ, ham ngủ. Tại như em nói đó. Dạ. Múp mẩm mỉm đó. Là tật xấu với em nữa là nấu ăn ngon quá. Từ khi lấy vợ về là em lên 10 kg. Là dạ. Vợ em nấu ăn rất là ngon. Dạ đó, ngon. Nãy là bạn này bạn có nói đó, vợ ngon mà nấu ăn ngon luôn đó. Ông cứ than hoài là em ơi, em đừng có nấu đồ ăn ngon nữa đi. Anh đó hả, từ ngày anh cưới em, anh đi vô công ty, mấy bạn công ty cứ kêu trời ơi Trực, dạ này tao thấy mày mập quá rồi á Trực, bụng bự quá, không thấy cái cổ nữa đâu nữa rồi. Hỏi chứ Trực,
cái cổ của Trực đâu mất tiêu rồi, tại mập quá nọng nó xuống không có thấy cái cổ. Lúc vợ em mang bầu thì cô ấy có hành em hay là có dấu hiệu gì đó mà như là đầy đọa em không? Dạ có nhiều lắm. À có, cái lúc mà em tới ngày dự sanh rồi mà lúc đó em vẫn chưa thấy có dấu hiệu sanh gì hết. Cái mẹ mới nói bây giờ mày đi xin gạo đi, xin bảy nhà. Tại con trai thì xin bảy nhà. Mình vác cái bụng bầu mình đi giữa trưa nắng, mình nói cô ơi cho con xin nhúm gạo thôi. Nhưng mà người ta nhìn mình người ta nói chắc cái con bé này là nó có bầu mà nhà nó nghèo quá, cho nguyên lon gạo luôn thôi. Trời ơi, còn bảy nhà mà cho bảy lon gạo phải ăn hết. Anh này cứ em ráng ăn đi, ăn cho hết đi, ăn cho bằng được đi để ngày mai còn đẻ nữa, chứ không ăn làm sao mà đẻ được. No quá không ăn nổi, nói thôi lén lén đem ra ngoài sân đập bể theo tục thôi. Rồi ăn kiểu đó chắc có lẽ đến lúc vô bệnh viện đẻ chắc đâu ăn uống gì được nữa. Dạ có chứ, vô bệnh viện đẻ là còn bắt em dẫn đi ăn nữa. Ăn nữa hả? Dạ. Sau cái lần xin gạo là bao lâu là đập cái nồi xong là tới sáng 2 giờ sáng ngày hôm sau là vợ em bị vỡ ối. Hay ghê. Hay quá. Hay ghê chưa? Công nhận. Như người ta hay nói là ồ đẻ đau lắm, mệt lắm. Cho nên là mình đâm ra mình nói trời ơi, tí nữa mà đói quá rồi làm sao mà có sức mà rặn đẻ đây. Cái em mới nói là anh ơi, dẫn em đi ăn đi. Cái xuống canteen, cái em mới kêu một tô phở. Kiểu này chắc chưa đủ sức đâu. Anh kêu thêm một ổ bánh mì cho em ăn. Anh ấy nói thôi em ăn nhiều quá rồi sao em thở. Không phải ăn nữa mới đủ sức. Cái anh này anh cho em ăn có nửa ổ à. Cái bác sĩ gọi em vô kêu làm thủ tục giấy tờ. Bé trai của em nó hơi to. Cân nặng cũng to nữa cho nên nếu mà đẻ thừa thì sợ không có lọt. Cho nên là kêu đẻ mổ mà do là em ăn nhiều quá đâm ra tới giờ mổ rồi bác sĩ phải hoãn lại tới trưa mới được mổ. Trời ơi. Nó tiêu đồ ăn phải không? Dạ đúng rồi. Là do nửa ổ bánh mì đó. Rồi sao rồi còn chồng sao? Chồng có tật xấu gì không? Chồng em hả? Chồng em thì mê game lắm. Các thể loại game online hay offline gì cũng chơi được hết, mê game cực kỳ luôn. Nói tới game là ảnh như là đúng cái chủ đề của ảnh vậy đó. Còn tật xấu mê gì nữa không? Dạ mê nữa là mê xe lắm. Ảnh coi cái xe đó còn hơn người yêu nữa. Mỗi lần đi chơi hay đi đâu mà qua quẹt cái là ảnh nhìn cái xe coi trời ơi có chạy ở đâu không. Về cái là thà vô lao cái xe. Nói chung là hả, dí lắm. Mỗi lần đi đâu mà thường xuyên dụ như đi chợ hay gì là ảnh kêu lấy xe kẻ địch đi chứ xe anh để chùm mền cho nó đẹp. Trời. Xe kẻ địch là xe của vợ đó. Dạ xe kẻ địch là xe của em. Rồi bây giờ em mong muốn kẻ địch này thay đổi điều gì? Cũng không mong muốn vợ em thay đổi điều gì cả, tại hiện giờ gia đình rất là vui vẻ rồi. Dạ vợ em như vậy em rất là thương. Em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em mong muốn anh này là ảnh bớt mê xe với mê game, lại mê vợ nhiều hơn. Đó. Đi thôi. Bên này thì không mong muốn thay đổi điều gì, bên này kêu gia đình là quá hạnh phúc rồi, nhìn viên mãn dễ sợ ha. Coi như là vợ khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Mặt chồng á thì ngồi hấp him nhìn vợ vậy nè, hấp him vậy đó. Nhìn mà vẫn giống như cái ánh nhìn đầu tiên him vậy đó. Chúc hai vợ chồng em cứ hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Dạ. Biết chúc tụi em hạnh phúc mà thôi. Dạ cảm ơn. Suốt khoảng thời gian quen em luôn á, một tuần là chỉ 24.000 thôi, cứ em líp tông ổng trái dừa tươi là 24.000. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn nhất. Bây giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm. Đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì anh. Thôi mình kiếm tiền trước đi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai bạn. Dạ, xin chào chị Hồng Giang và anh Quốc Thận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quốc Trung. Năm nay em 35 tuổi. Em là nhân viên lập trình công ty phần mềm ở Tân Bình. Em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quốc Thận. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Thanh. Năm nay em 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng và đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trung ơi, Trung nói cho anh biết đi, em gặp cô ấy lúc nào? Dạ thì cũng tình cờ anh, em gặp cô ấy là ở quê của em. Dạ. Quê em đâu? Dạ quê em ở An Giang. Vợ em là ở Bình Dương. Tết đó anh chị là vợ em mới đi xuống tìm em. Trước lúc gặp anh Trung á là em đã nghe thím nói sơ về rồi. Nói là tao có một cháu chồng này, nó giỏi mà nó dễ thương lắm, để tao làm mai cho. Cái em nói thôi không thèm đâu,
Thế là tự nhiên cái năm đó đi á, thấy vừa thấy cái bóng ông này là mình nói trong bụng, trời ơi, đừng nói cái thằng cha này là cái người mà thím để mà chị Hòa định làm mai cho mình nha. Thôi cái này liền ra đường còn thèm nữa. Trời. Lúc đó cái tướng ổng thấy ghét lắm anh, bận quần tà lõn lửng lửng rồi cái áo phông mỏng mỏng, rồi mang đôi dép Lào của mấy ông già hay mang á, rồi mặt thì đeo mắt kiến mà đi nghỉnh nghỉnh vậy nè. Cái em nhìn em nói trời ơi, cái thằng cha nội này hấp dịch quá, không thích xíu nào đó. Rồi sau cái lần đó hai người có gặp nhau để nói chuyện không? Thì ăn xong rồi dắt chưa á chị, cái mình mới đi về thành phố. Rồi bà xã em thì đi về Bình Dương. Bà xã mới đặt xe đò. Còn em thì em đi xe Honda với chú thím. Thì bữa đó sáng bữa đó là do xui cái là em đi mua bảo hiểm á, cái người ta tặng em cái nón bảo hiểm. Cái em nào đem cái nón bảo hiểm lên xe luôn. Cái thím em mới điện cho vợ em bây giờ hỏi xe chạy chưa, cái vợ em nó chưa có chạy. Cái thím em mới năn nỉ nó thôi mấy chạy đi rước nó chạy đi. Rồi lúc đó là em đồng ý leo lên xe đội cái nón bảo hiểm mới luôn. Dạ. Lúc đó trong đầu em nghĩ trời ơi, ông nào cũng kết mình nè nên cũng đem thẳng cái nón bảo hiểm. Nhưng mà em đâu biết là bảo hiểm tặng cho ổng đâu. Vậy đó hả? Có số điện thoại nhau không? Dạ không. Rồi sao gặp lại nhau? Vậy bao lâu mới có tình cảm trời? Yêu dạ. nhau là bao nhiêu lâu? Dạ từ khi mà hai con mắt thấy nhau cho tới đám hỏi là khoảng 8 tháng. Lúc đó là em đăng ký đi học văn bằng 2 ban đêm á. Thì tối hôm đó em đang học, cái em thấy một tin nhắn hỏi là hôm nay Thanh có đi học không? Anh là Trung nè. Cái em á, hả? Tự nhiên nhắn lại cho mình chí trời. Rồi sau này em mới hỏi, ủa sao anh có số em hay vậy? Sao? Cô bà thím cho đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đó thì đó cũng hay nè. Rồi sau cái lần mà nhắn tin lạc lối đó thì là bao lâu thì chính thức yêu nhau nè? Dạ 3 tháng. 3 tháng sau luôn á hả? Mà đi uống cà phê với nhau á, ngày đầu tiên gặp anh chẳng nói gì đâu, chỉ có một mình em nói thôi à. Nhưng mà cái bữa cà phê đầu tiên là ai trả tiền? Dạ em trả tiền. Chị, ít lắm chị. Bao nhiêu tiền em? Có 24.000 chị. Suốt khoảng thời gian quen em luôn á, một tuần là chỉ 24.000 thôi. Cứ em líp tông ổng trái dừa tươi là 24.000. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn tục nhất cá luôn á. Từ lúc mà tỏ tình đến lúc mà quen được luôn là chỉ cần là tôi cá luôn là không tốn một quầy dừa. 8 tháng đúng không? Mà trừ đi hết 3 tháng rồi là có 5 tháng thôi. 5 tháng mà một tuần là đi cà phê mấy lần? Dạ một lần rồi chị. Một tuần lần là 1 tháng 4 lần. 4 chai dừa là 24.000 mà nhân lên. Trời đất ơi. 48 nhân đôi là nhiêu? 96.000 mà nhân cho 5 tháng. Trời ơi, chưa tới 500 ngàn. Trời ơi, chị mình đỡ hao trời. Giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thì nó là chưa tới nửa triệu nữa. Trời đất ơi. Rồi khi mà yêu nhau rồi á thì là có ghen hờn gì không? Ai là người ghen? Ghen chắc con mình em quá. Sao? Ông? Em ghen giống hả? Bộ ổng hay say nắng người ta lắm sao em ghen? Trước em ảnh cũng có cái mối tình sâu đậm lắm á chị. Tức là gần tiến tới hôn nhân luôn rồi đó. Từ khi mà em lớn lên á là tới 25 tuổi luôn là em muốn quen hết trơn á. Ổng là người nắm tay em đầu tiên, hôn em đầu tiên, cái gì của em cũng là đầu tiên. Vậy mà có 500 ngàn. Nhỏ này quá trời quá đất thiệt á. Cái em giận, em nói tại sao ổng không phải là em, là không phải là đầu tiên của ảnh. Cái mỗi lần nhắc tới cái em giận. Có khi á ổng ít có hát lắm chị. Mà ổng cứ nằm cái ổng hát ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đưa cao trầu này kia đó chị. Cái em mới hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ chị nào dưới quê vậy. Thế là em cứ chống nạnh lên em hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ người yêu cũ anh hả, chị nào vậy, nhớ hả, tôi đây nè không nhớ nhớ ai vậy. Là em cứ mà ổng hay chọc tức em lắm chị. Cứ mỗi lần ổng muốn gì cái ổng hay hát ra bờ sông anh hẹn với em mà chẳng hẹn ra bài hát mà hẹn nữa. Dạ cái bài đó là cái bài chợ mới, bài tủ của ta, bài tủ đúng không? Đúng rồi, hát cầu nghe coi hát cầu. Dạ em hát ở đây đi, yên tâm mà không ghiền đâu. Ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đem cao trầu, nhờ người xe duyên tình ta em cho nên yên lòng, anh đã thưa cùng mẹ cha. Đó. Hát gì mà không nghe được. Mà tôi đây không hát. Ra bờ sông anh hẹn với em, mặt mắt lý liếc nhìn vợ không nghe. Em hồi nãy em có nói cái gì
cũng anh cũng là người đầu tiên dành tặng cho em đúng không? Dạ. Nắm tay rồi hôn cũng là người đầu tiên của em. Vậy thì cái đêm tân hôn chắc chắn là nó sẽ rất là ly kỳ phải không? Dạ, tại trước đám cưới á, mấy chị trong công ty cũng có mấy bạn xem tuổi em đám cưới rồi người ta cũng kể, rồi người ta cũng tặng cho em một cái váy ngủ màu cà rốt cũng đẹp lắm anh. Thế là mình cũng nghĩ tới đêm đó mình cũng bận này kia rồi. Mà người ta thường bảo là đàn ông người ta trông chờ giây phút đó lắm. Thế là em cũng nghĩ ông này giống vậy. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm. Đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì anh? Thôi mình kiếm tiền trước đi. Không làm ăn trên chân luôn. Dạ thì nói chung cũng có làm ăn mà lúc đó mệt quá tiền nó đến hồi cái nó bị quay á, cái cũng có làm nhưng mà cũng có phan nhau trái được. Rồi giờ lấy nhau về được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em với ông xã em lấy nhau khoảng 5 năm rồi. 5 năm em dạ. Tụi em là mấy bé rồi? Dạ 2 bé rồi. Mà bắt đầu cái tính xấu lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều không em? Dạ trong mắt em thì chắc nó không nhiều nhưng mà cái tật xấu đó nó hơi lớn. Rồi khui đi em. Khi mà sanh bé thứ hai á, là em dời về thành phố em sống. Thì bên ngoại bên nội thì cũng bận việc, đâu có ai phụ mình chăm con đâu. Chỉ có một mình em với hai đứa thì em phải nghỉ làm để em chăm. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn gọi là khủng hoảng nhất của em luôn, là ở nhà. Rồi một mình ông xã em gánh vác kinh tế. Có một lần ảnh về tháng đó là hai đứa con em bệnh hoài, vậy nó nhỏ nó bệnh hoài. Với thăm tiền, ảnh về ảnh mới hỏi em tại sao tháng này bị thăm tiền. Em nghĩ là một câu hỏi bình thường, không bao giờ em nghĩ nó sâu sắc gì đâu. Cái em mới nói thì đó hai đứa con bệnh hoài em thấy ha. Thì em cũng giải thích phân trần. Nhưng mà khi mà ảnh lặp đi lặp lại một câu nói tới 3-4 lần thì tự nhiên em tự ái lắm chị. Lúc đó chưa khi nào mà em giận ảnh như lần đó, không hề nói với nhau một tiếng nào hết chị. Thì khoảng 2 ngày sau là ảnh năn nỉ em. Ảnh đi theo ảnh năn nỉ, nhưng mà lúc đó cái tự trọng em nó, cái tự ái em nó bị xúc phạm dữ dội lắm, em không chịu được. Cái thế là ổng năn nỉ hoài được, cái ổng đuổi em đi luôn. Ổng bảo là bây giờ em không cần anh nữa thì em đi đi, em muốn đi đâu em đi đi. Thế là em đang cho con bú, em cũng chẳng nói. Lúc đó y như là mình chán, từ ở trong cái tư tưởng mình chán ra rồi, không muốn nói gì nữa hết. Anh muốn nói vậy nói kệ anh. Thế là em cho con ăn uống xong, bắt đầu em đi lên lầu, em lấy vali, em bỏ quần áo vô, em lấy móc đồ theo hết, em bỏ hết trong vali vậy đó. Thì khoảng 15 phút sau là ông xã em chạy lên, hai con mắt ổng đỏ như hai trái gất vậy. Mà ổng rưng vậy chị, ổng chạy lại cái ôm em. Ổng bảo là em ơi đừng có đi, anh cần con với em lắm, em đừng có đi. Là lúc đó tự nhiên em y như một cái bong bóng mà bị nó căng lên mà người ta chích đó. Đó hả, em vỡ òa luôn chị. Em khóc mà em phải thét lên luôn. Trời ơi, là em càng thét mà ổng càng ôm em. Lúc đó là thật sự là cái em giận nhất ổng trong 5 năm đó. Chồng em chỉ có mỗi một cái điều đó làm cho em bị tổn thương, làm cho em bức bối thôi đúng không? Đúng rồi. Và chuyện đã xảy ra lâu rồi. Thôi delete luôn đi. Xóa luôn. Ổng có lãng mạn không? Dạ không chị. Trong quá trình yêu em không có gì gọi là lãng mạn hết trơn á. Rồi tối ngủ thì ổng có gác tay để cho em gối đầu không? Dạ không đâu, ổng ngủ càng xa em ổng càng mừng. Em bu theo ổng thì ổng lại đẩy em ra. Tủm tỉm cười hả? Bây giờ Trung, bây giờ cô ấy có thật xấu gì không? Cô ấy thì thật xấu là hay khóc. Với lại con cái em thích là tối ngủ cứ bắt em ôm, em không ôm được. Nó đâu phải thật xấu đâu. Dạ, tại vì em ngủ mình quen rồi á. Cho nên là có ai mà nằm kế bên đụng em cái là em ngủ không được. Rồi có nhiều. Ủa là mấy năm luôn á, từ lúc cưới nhau về tới giờ luôn á. Dạ. Rồi còn gì nữa? Tính em á là ví dụ như mình nói em dọn dẹp nhà đi là phải làm liền. Chứ không có mà nói để em xúc em làm này xíu làm kia xíu. Em làm không thích vậy. Cái hồi mình làm luôn, bực mình cự lộn hai chồng cái lộn hoài. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì nè Trung ơi? Vậy mong muốn thì vợ em là em ví dụ như em kêu em làm gì đó thì làm liền cho làm em. Làm liền. Không từ từ nữa. Dạ. Còn gì nữa không? Tối ngủ thì đừng kêu ôm nhiều quá, đừng có. Thôi bây giờ không ôm nhiều nhưng mà ấy sao? xong rồi thôi, đúng không? Xong rồi mạnh ai ngủ đúng không? Rồi, thế em mong muốn Trung thay đổi điều gì? Dạ, ông xã em thì em chỉ mong ảnh là suy nghĩ đơn giản mọi thứ thôi. Cái gì ảnh cũng suy nghĩ nó sâu xa quá thì
nó sẽ nặng. Mà cái nghề của ảnh là cái nghề lập trình đó chị, nó đã rất là nặng đầu. Cho nên em chỉ mong ảnh là đơn giản hóa mọi chuyện. Cái thứ hai là đôi khi ảnh sẽ có những cái biểu hiện lãng mạn xíu. Dạ đúng rồi, làm cho em có cảm giác ảnh còn thương em. Chứ... cái đó là đúng đó, cái đó là đúng đó nha, cái đó là quan trọng. Chị biết đó. Không, từ khi cưới em tới giờ tặng em đúng duy nhất một bông hồng héo thôi đó. Mà cái đầu nó còn gục xuống vậy nữa. Là duy nhất một lần nó tới giờ thôi á. Không, chị nghĩ là cái phần mà vợ em đề nghị là em làm cái sau đi. Còn cái phần mà kia kìa là khó lắm á, tại cái đó là mình nghề nghiệp em ơi. Lập trình viên mà đâu đó rõ ràng, thành ra là cuộc sống cũng vậy, phải nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ xa, nghĩ gần. Thì cái đó chắc khó bỏ lắm, nhưng mà bỏ phải bỏ cái sau, phải cho vợ cái cảm giác lãng mạn. Thì em suy nghĩ là mình thương là mình hành động thôi, mình giúp vợ những cái công việc hàng ngày. Đúng rồi. Phụ nữ yêu bằng cái lỗ tai. Em phải nói ra, em đừng có để ở trong trái tim, mất mát gì cái lời nói, đúng không, không nè Trung. Đó, vợ xinh đó, đó cũng hành động đó, nhưng mà bây giờ nói thêm câu đi. Tôi không có nghe, tôi không có thấy gì đâu. Em à, anh thương em lắm, đừng có khóc. Thôi hôm nay lên đây nói chung là cũng đã bày tỏ được hết tất cả những tình cảm của vợ chồng với nhau rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua đâu. Nói rồi bây giờ hung cái đi. Đó, hung cái đi rồi không dòm tôi nữa. Tôi không thấy đó. Cái gì hết trơn nè, tôi không thấy vậy đó. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai bạn hạnh phúc nha. Nhắn nguyên một tuần vậy đó, sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài, người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Rồi người dân đi qua lại nó cứ vẫy vẫy khều khều. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Cầm trộm hung má một cái. Cái tự nhiên khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời, chắc nhỏ giờ chưa được trai hung, sướng quá khóc. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Xâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Vừa xuất hiện cặp đôi này, tôi cứ ngỡ là tôi lạc vào một vương quốc cổ tích vậy đó, ha. Giống như là một chàng hoàng tử và một nàng công chúa vậy, phải không quý vị? Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoài Nhi, năm nay em 24 tuổi ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Dạ, em tên là Lương Đức Việt, năm nay em 27 tuổi, em công tác tại Ngân hàng Tiên Phong Banh. Em sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nhi hãy cho anh Thuận với chị Vân biết là hai em là gặp nhau trong trường hợp nào. Dạ, cũng qua xí cho anh Thuận đoán cho đỡ. Đoán hả? Đoán đi. Tôi đoán là đâu là đúng đó đó nha. Sau khi tốt nghiệp xong thì em những cái khoản tiền đầu tiên của em nhận được thì em gửi vào trong một ngân hàng. Và em đã quyết định em chọn ngân hàng của anh này làm. Và em vào đó em gửi tiền và em gặp ảnh và ảnh của em, đúng không? Dạ không ạ. Vậy thì thôi anh không đoán nữa. Em quen anh Việt cũng là qua mai mối. Chị họ em mới làm mai em thì cho ảnh số điện thoại của em. Nhắn tin hoài luôn, nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài, người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Nhưng mà nhắn cái giống gì chậm? Nhắn một tuần hỏi lễ mà người ta không trả lời mà cứ nhắn hoài là nhắn đây. Cứ hỏi em đang làm gì đó rồi. Chúc em ngày mới vui vẻ. Em ăn trưa rồi vậy đó. Nhớ ăn chiều nha. Tối cái là chúc em ngủ ngon. Trưa rồi nhớ ăn đi em. Giống như là quan tâm lắm vậy đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực chất là chưa gặp nhau bây giờ. Nhắn khi nào trả lời thì thôi. Rồi sau đó mình thấy trả lời thì mình điện thoại luôn. Cái là em sẽ hẹn đi chơi. Đó là cuối cùng là bọn em sẽ gặp nhau vào ngày 14 tháng. Lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em thấy anh sao? Dạ. Lần đầu tiên hả, ảnh điệu lắm anh. Đứng trước nhà trọ đợi em, tay thì thấy đeo đồng hồ cũng sáng sáng nữa. Người thì thơm thơm. Lúc đó là 14 tháng 12. Sau đó 10 ngày là tới Noel á. Cái ảnh mới làm em bất ngờ lắm. Trước cái một tuần lễ mà em có nhắn tin Phong Long mình ơn em vậy đó là em đã gặp mặt bạn này chưa? Dạ chưa, em chỉ coi hình qua Facebook. Tức là em bị sắc đẹp đánh gục đúng không? Không, đầu tiên là cái hình ảnh là em thấy ok đó. Em nghĩ là lên coi. Nếu mà nó khác hình quá thì mình lơ mình về luôn. Cái ngày gặp nhau á thì em đã biết là cái thời gian của cái phòng trọ ở khu trọ đó cứ 11 giờ đóng cửa. Em canh, em muốn cho bất ngờ là em đi đặt con cú bông bự lắm.
em đặt khoảng gần một tuần. Xong nó cao 1m6 luôn. Nghĩ là lần này mình lên tặng là chắc dính đây. Cái em mới lên thì điện thoại cho Nhi. Thì lúc đó là vào dịp sinh nhật của một bạn trong khu trọ. Cả khu trọ nó rủ nhau đi chơi. Đi chơi rồi đi karaoke. Em vẫn chưa cho Nhi biết là em lên đây. Em hỏi là đi chơi về chưa. Cái kêu là gần về. Cái em đừng ngồi em đợi. Em đợi đến 12 giờ mấy. Cái em hỏi em về chưa. Em cứ nghĩ là giả bộ em. Tại vì em đang đi chơi mà. Kêu em đứng, anh đứng trước nhà đợi. Em đang ở nhà mà em có thấy anh đâu. Em ra trước nhà rồi em cũng đâu thấy anh đâu. Sau rồi anh này đợi hoài luôn. Tới 3 giờ sáng chị. Tại vì hồi đó em đi nguyên với dạy trọ thì không có sợ là không có chìa khóa vô nhà. Chờ bao lâu em? Khoảng 5 tiếng. Rồi những cái người ở trong xóm, người ta đi qua đi lại, người ta thấy em, người ta có đánh giá cái nhân phẩm em không? Bữa đó vui lắm anh. Ban đầu là em ôm cái bông lại, cái em đứng, phòng trọ nó có cây cột, đứng ngay cây cột luôn. Cái em thấy cái ngũ bầm ngại quá, em cất ngũ bầm trong. Rồi người dân đi qua lại nó cứ vẫy vẫy khều khều. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á là đi về mới kêu, mới nghĩ em chạy bào lúc em kêu. Trời, tối giờ người ta đang vẫy vẫy, mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây gì, phải đứng ngay cái cầu mà. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Mấy nát nhân phẩm em luôn rồi, tội nghiệp. Rồi sau đó là bắt đầu là tình cảm mới bắt đầu là dạ. Là mặn nồng đúng không? Dạ chưa mặn nồng đâu, nói chung là anh này cũng nhà ở quận 9, em thì ở trên Tân Phú. Chung anh hay lên trên Tân Phú xuyên chở em đi chơi lắm. Mà hai đứa đi chơi là mãi qua quận Nhất nè, quận 7 nè. Xong anh chở em về. Nói chung ảnh có vẻ rất là thiện chí. Đó. Sói ca đó đúng dạ, không? Dạ đúng là rồi. Sói ca luôn. 5 năm quen nhau mà cưới về mới biết là 4 năm ảnh Ngũ Lan chuyên nghiệp luôn ạ. 4 năm Ngũ Lan chuyên nghiệp. Ngũ Lan chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Sau khi đưa nhau đi chơi như vậy về là tới nhà em là 11 giờ. Thì anh sẽ từ Tân Phú chạy về quận 9 thì cũng phải tầm 12 giờ rồi. Lúc đó thì nhà anh đóng cửa, mẹ thì lớn tuổi rồi đó. Không có gọi dậy được. Cái ảnh ra quán nét, ảnh ngủ tới sáng. Trời ơi, 4 dạ. năm trời. 4 năm trời Ngũ Lan đúng không? Trời ơi, đứt ruột không phải con trai tôi là đứt gan. Mẹ ảnh nó luôn á chứ trời giỡn hoài. Mẹ ảnh mới kêu là ảnh mà là con gái hả là chữa hoang rồi đó. Đi Ngũ Lan dữ quá. Chữa 8 lần luôn vợ đó. Anh hỏi nè. Trong mà mấy quen, năm đó quen. Có đêm nào anh rủ em đi Ngũ Lan chung không? Không, qua tới năm thứ mấy thì bắt đầu rủ vợ đi Ngũ Lan chung nè. Khoảng hơn năm. Hơn năm. Có cái cột mốc Ngũ Lan nào mà nó ấn tượng? Có lần đi coi pháo hoa 2/9. Đi coi xong là bắt đầu mới có thêm 2 cặp nữa. Phải cặp nữa đi coi phim. Mình đi coi pháo hoa xong mình đi coi phim là xuất phải 10 giờ rưỡi rồi. Lúc đó em tính hết rồi. Là đi coi phim xong là chắc chắn là bị nhốt ở ngoài. Là coi như cái đó là kêu bằng gài hàng đó phải không? Đi nhau đi chơi. Sao hỏi gì nữa? Em có sợ không? Em hỏi gì nè, em hỏi thẳng em đừng có sợ em chứ đừng... Em bắt ổng nằm ngược đầu với em. Rồi, tức là ý cùng... anh Bin là hỏi đêm đó có chuyện gì xảy ra hay cái không? Cái gì đến rồi, nó có đến không? Dạ không. Em có lần là em chở bạn từ Tân Phú lên cầu Phú Mỹ. Cầm trộm hung má một cái. Cái coi như khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời chắc nhỏ giờ chưa được trai hung sướng quá khóc. Em ơi em nghĩ vậy. Cái ngồi em nghĩ trời làm gì ghê với ta. Cái hồi xong bạn quay qua bà tát em khá cái dám hung mà chưa xin phép. Cái đó là hung má là đã bị tát rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi đứa lúc nào mới hôn môi? Ồ, hôn môi em cũng nhớ mà lâu lắm. Tại vì hồi giờ em chưa có hôn môi một ai hết trơn á. Tự nhiên ảnh hôn xong rồi em thấy cứ ghê ghê, dơ dơ kiểu gì. Xong rồi em không cho hôn nữa. Em giận em bắt trở về. Hôm nhiều hôm sau nữa, cái hai đứa cũng đi chơi. Hai đứa ngồi hôn nhau xong hồi mất đôi dép luôn anh. Trời có ơi. Nghĩa là lần đầu hung á là coi như là bị không tác. Chịu lần sau hung là mất dép luôn không đúng biết hung là mất dép quê gần chết luôn. Quay trở lại cái vấn đề là cái đêm mà đầu tiên mà đi Ngũ Lan chung á dạ. Anh muốn hỏi là cái cảm giác của em là em sợ đúng không? Dạ hồi đó nói chung là cũng tin tưởng ảnh á nên là em kêu ảnh là quay đầu ngược lại. Hai đứa ngủ hai nơi, vậy thôi rồi ngủ thôi. Trước khi vô thì mình cứ ngủ, mỗi đứa góc ngủ thôi, làm gì đâu. Thì nói chung tâm lý đàn ông đứa nào cũng nói vậy. Nhưng mà tới sáng là... Đúng rồi, tới sáng thì là... Là đầu kề đầu đúng không? Còn tới sáng là tới nửa đêm thôi. Là chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì tới đã tới. Nói chung là cũng lâu lắm á chị, cứ lăn lộn qua lại nãy. Sau đó nói chung là em giận anh lắm, em đòi chia tay á chứ. Xong rồi anh cứ... khuyên nhủ này nọ xong rồi bỏ qua. Nói chung dỗ ngon ngọt xíu là bạn cũng vui thôi. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi em? Dạ được hơn 6 tháng rồi ạ. Rồi bây giờ về ở chung với nhau rồi thì
Anh ấy có thật xấu không Nhi? Ảnh mê game lắm anh. Có bữa canh em ngủ rồi á, sợ em thức thì thấy hay lằng nhằng này nọ, xuống dưới chơi game 2-3 giờ sáng luôn. Còn gì nữa nè? Nấu ăn vụng về lắm. Cũng thương vợ nấu cho vợ ăn nhưng mà không nên lạc nhách à. Xong rồi ảnh nhậu nữa. Còn bà vợ mình thì có cái gì xấu không? Từ em đính chính là em thấy bây giờ hầu như con trai ai cũng chơi game cả. Không có đâu, không có đâu, không có đâu. Đang ngồi trên sân khấu có tôi nè, nhìn tôi nè. Không bao giờ chơi game luôn. Có, hồi trước khi lấy vợ là có. Nhưng dữ luôn. Tới em đó khui tật xấu của cô ấy ra đi. Vợ em thì em nghĩ có cái tật xấu tình chung bạn gái nào cũng vậy là hay mít ướt, rồi hay nhõng nhẽo. Với lâu lâu là có tính là áp đặt chồng. Nhiều khi em thích mặc cái áo đó lắm, nhưng mà vợ em không thích, là vợ em không cho mặc. Là em phải mặc cái áo vợ em thích, mà trong khi cái áo đó là em lại không thích. Khóc nhè, rồi đi ví dụ như khóc nhè mọi lúc, mọi nơi, mọi trường hợp hay sao? Nghĩa là hay làm nũng mít ướt với em như con nít vậy đó. Trong tay con nít thiệt mà. Rồi nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì luôn? Dạ em muốn chồng em là không có chơi game đêm khuya mà quá 12 giờ. Còn em? Em chỉ muốn vợ em đừng áp đặt em. Bạn ảnh hay chê ảnh mặc đồ gì kỳ quá à. Kêu vợ tân trang lại phong cách đi, mặc đồ nhìn kỳ quá nên là em phải nói ảnh mặc sao đó cho nó hợp phải lý. Phải sai chẳng đúng không? Dạ. Cái mong muốn của chồng em chị thấy cũng có phần đúng. Dạ. Có nghĩa là vậy nè, trong một số trường hợp ví dụ như đăng tiệc ăn tùng hoặc là những cái gì quan trọng á thì em có thể ép chồng em. Những trường hợp nào mà anh cần cái sự thoải mái để anh làm việc cho nó có hiệu quả thì em chấp nhận. Dạ. Đơn giản chút xíu vậy thôi. Nhường qua nhường lại chút xíu. Cặp này quá đẹp rồi. Anh hỏi nè, muốn có em bé không? Dạ muốn ạ. Thôi nhân đây thì chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng thuận thảo, yêu thương nhau, hạnh phúc. Và năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Lúc đầu nhìn thấy cao cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Rồi đã... trả lời sai. Anh nói là đối với ảnh là em lúc nào cũng đẹp. Mà em đâu có biết đâu, ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét cái chồng mà để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ, chào anh chị. Chào anh. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Bùi Minh Viên, năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm quản lý sản xuất cho một công ty Nhật ở Đồng Nai. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và em chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Thu Hà, năm nay em 29 tuổi. Hiện em là thông dịch và kiêm tổng vụ cho công ty về chuyên về nhựa lưu trữ của Nhật Bản. Dạ, em cũng đang sống ở Đồng Nai ạ. Trời, vậy là em nói tiếng Nhật giỏi lắm phải không? Phiên dịch tiếng Nhật mà đúng không? Dạ, hôm nay có sếp người Nhật của em cũng có tới để cổ vũ ạ. Đâu? Dạ, sếp của em đó ạ. Hey, konnichiwa. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em quen nhau năm 2009. Thì lúc đó là hai đứa là đang sinh viên và đi làm thêm ở trong một cái nhà hàng ở Gò Vấp. Là em đi làm trước, vợ em mới đi vô làm sau. Thì quen nhau tại cái nhà hàng đó. Khi mà em gặp là em có thấy thích vợ em liền không? Thì em vô trước, em làm trước xong vợ em vô làm sau khoảng 1 tháng. Thì lúc đầu mới nhìn thì em cũng chưa có thích. Lúc đầu nhìn thấy cao cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Quê quê. Còn em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Dạ lúc đầu thì em mới vô cho nên em rất là nhát. Em có chị hướng dẫn cho em đi lên phía trên thì em thấy cái anh này đứng coi đá bóng. Thì cái tướng của ảnh cũng rất là thể thao, cũng cao to. Em kêu nhìn ông này cũng cao to ha. Vậy thôi, vì thôi chứ em cũng chưa có ấn tượng gì ạ. Bây giờ làm sao mà đến được với nhau? Dạ là lúc đó thì làm ở cái nhà hàng đó thì lúc đầu mình phải vô sớm, mình chuẩn bị tất cả mọi thứ về bàn, ghế, chén, đĩa. Xong thời gian rảnh rỗi thì có một hôm á là vợ em nói là vợ biết coi bói và lấy cái tay em ra coi thử. Nói sao? Thì vợ coi mới nói là... Đâu? Vậy em làm vậy? Lại đó. Xong em mới đưa tay vợ coi em như này. Em làm vậy, cái em kêu, ô, anh ơi, anh sắp có người yêu rồi.
Mà cái người này á, anh yêu suốt đời luôn á. Nhưng em chỉ nói nó xấu xạo thôi, anh nói em không có biết coi bói đâu. Thì bây giờ anh mới biết. Ồ vậy đó. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Lúc đó em suy nghĩ là cổ nói là theo cái cách cổ biết coi bói là sẽ có một người nào đó, chứ không em không có nghĩ là cổ nói cổ. Vậy hả? Dạ. Mà lúc em chưa có người yêu hả? Vậy là chưa. Còn ủa? Em, mục đích của em? Dạ, lúc đó em chỉ nói giỡn. Tại vì em tính em rất là em hòa đồng, em thích nói chuyện với mọi người. Em chỉ nói thôi chứ em không có mục đích gì hết. À, tức là lúc đó em cũng không hề là giống như dạ, là mượn mây đẩy trăng để mà nói là chính là mình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sau đó thì hai vợ chồng em làm sao mà đến được với nhau? Dạ thì khoảng thời gian làm trong nhà hàng á, thì hai đứa thường hay làm cùng với nhau trên một khu vực á, là cứ giúp đỡ qua lại. Sau một thời gian cũng xin số điện thoại và cũng có nhắn tin qua lại, thì lúc đó mới cảm thấy thích. Các em đều làm cho công ty của Nhật. Dạ. Vậy thì các em chắc chắn là phải học tiếng Nhật, rồi chưa kể là có cơ hội đi qua bên Nhật nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Em là em học chuyên ngành tiếng Nhật, rồi em mới đăng ký chương trình đi thực tập sinh ở bên Nhật. Em sắp có visa để đi rồi. Thì bạn chồng em á, lúc đó mới tốt nghiệp đại học, xong anh cũng bắt chước đăng ký đi theo em luôn. Dạ nhưng mà lúc đó thì em có visa rồi, nhưng mà em bị trở ngại, em bị sức khỏe, cái em không đi được. Xong em phải đợi một năm sau em mới làm hồ sơ lại. Thì chồng em lại đi trước em 9 tháng. Tại vì khi em học là em học một cái chuyên ngành khác, em học bên thể dục thể thao. Thì em nghĩ là khi mà đi hai đứa ở một cái khoảng cách xa như vậy, mà khoảng 3-4 năm như vậy, thì nó tình cảm sợ nó có vấn đề gì về yêu xa. Nên em cũng sau khi ra trường thì em thấy vợ có kế hoạch đi Nhật, thì em cũng chuyển hướng là học tiếng Nhật và đi luôn, không ngờ là đi trước. Yeah. Em đi qua sau 9 tháng đúng không? Dạ. Tại đúng vì rồi. Cái lần đầu tiên mà em chạm mặt chồng em ở đất Nhật á, đó là có kỷ niệm vui gì không? Mà em sẽ đi xuống, từ chỗ em đi xuống thăm vợ, thì chỗ em đi xuống là đi bằng tàu thì rất là xa, đi khoảng 8 tiếng đồng hồ. Thì từ sáng em đi mà tới khoảng 3-4 giờ chiều mới tới. Thì lúc em đi tới nhà vợ thì nhà vợ cách ga tàu khoảng 15-20 phút đi xe đạp. Xong em đứng em đợi, do em mới thấy vợ đạp xe đạp từ ở phía xa đi tới, đeo khẩu trang kín lắm. Xong như em mới hỏi là ủa sao bữa nay đeo khẩu trang kín mà nhìn ốm mà tóc ngắn vậy. Tại vì mặt vợ lúc đó bị nổi mụn á. Xong với vợ mới hỏi em một câu là lúc bây giờ hiện tại em bị mụn, bị xấu như này thì anh còn yêu em nữa không? Đó thì lúc đó lần đầu tiên gặp mặt mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi. Thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Rồi anh đã... trả lời sai. Anh nói là đối với anh là em lúc nào cũng đẹp. Vô cái vụ đại hội vạch mặt đi cho đúng nó rồi. Vui. Chúng ta đúng nên không? Đi xoáy sâu vào. Vào cái đại hội vạch mặt. Cái vấn đề mà phải nói là nóng hổi của chương trình. Đó là vạch mặt nhau. Đó. Bây giờ cho mình chờ trước đó. Dạ. Anh ấy nè, có tật xấu gì không? Dạ, chồng em có tật xấu là ngủ rất là nhiều. Hai đứa lúc mà hai đứa hẹn hò đi coi phim. Mà phim là em nhớ là bộ phim là phim hài. Đang coi hai vợ chồng cười quá trời ấy. Em cười quá trời, em nhìn qua thấy ông ngủ mất tiêu. Ngủ miếng tới 5 phút cuối là thức dậy. Lý do gì em ngủ? Có phải là em mệt mỏi em ngủ hay là em không thích đi coi phim hài? Cái này em cũng rất thích phim hài, nhưng mà lúc coi thì tự nhiên nó cái gì đó em cũng không biết được, là nằm là thấy mệt mệt là ngủ thiếp đi. Rồi khoái ngủ rồi gì nữa? Dạ với làm biến nữa. Giống như là chồng em á là thích ăn rau lan, rau muống, nhưng mà không có thích nhặt rau, cho nên á mỗi lần á vợ đừng có mua rau lan rau muống nha, hỏi anh không thích ăn đâu, nhưng mà em mua về em làm sạch sẽ em nấu ăn có thể ăn hết trơn à. Mà bữa nào mà chồng ơi phụ em, anh không thích ăn rồi em bỏ lại đi mai ăn. Ngủ nhiều mà làm biến. Có làm biến vụ kia không? Không, ở không có làm biến đâu. Rồi còn đặc xấu gì nữa không? Dạ vợ em thì nói chung là em cũng có một số vỡ mộng. Là trước khi yêu thì không có cằn nhằn la ó hay là dạng như cứ càm ràm tối ngày. Mà khi mà về cưới nhau về rồi ở chung rồi có cái vấn đề gì là cứ bả cứ có một vấn đề rồi mà cứ nhai đi nhai lại suốt là em tua lại. Dạ cứ tua đi tua lại. Dạ với có một cái tật xấu của ổng rồi em quên kể. Đó là ổng giếm tiền. Có một lần á chồng em xếp tiền thiệt là nhỏ 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 mỏng mỏng nha, chồng
nhét vô cái kẻ mà chứng minh nhân dân hay là bằng lái ra. Trời ơi, ông nhét ở chồng á. Mà em đâu có biết đâu, ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét ở chồng á, để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Vợ em mình nói em có tật xấu là dím tiền. Vậy thì chắc cái nhà nguồn kinh tế chính là cô ấy giữ đúng không? Dạ đúng rồi anh, là mỗi cái tới cái tháng mà tới ngày lãnh lương á, là khi mà có cái tin nhắn ngân hàng tới là phải chụp hình. Chụp hình là bao nhiêu bắt đầu gửi qua. Cứ ảnh là ảnh lãnh lương là ngày 15, còn em là ngày 10. Ngày 15 là từ sáng biết cái chùa em có nhắn tin hỏi có chưa anh, có chưa anh. Cái có nhiều lúc tới 5 giờ 10 mà còn chưa gửi tin tiền về nữa. Cái em cứ gọi em hỏi hoài vậy đó. Cái ảnh tới 5 giờ rưỡi anh mới gửi tin nhắn cho em. Hai em đều làm cho công ty người Nhật. Và các em có biết cái chương trình Vợ Chồng Son là một chương trình nổi tiếng ở bên Nhật không? Dạ, em á, là em lúc ở bên Nhật á, là em rảnh là em cày hoài vậy đó. Cày chương trình của Nhật hay của Việt? Dạ, nha. Cả hai cái luôn. Em coi dạng như ở Nhật gọi là Shinkansen Yasai. Em rảnh là em ngồi em coi, miết em ngồi cười một mình hoài à. Ở trong chương trình này ai là người đăng ký tham gia? Dạ em. Dạ em. Ông xã có đồng ý liền không hay phải thuyết phục? Ôi trời ơi, đó là một khoảng thời gian dài luôn chị. Em cứ ngồi em thủ thỉ hoài, em cứ khiều hoài. Em kêu chứ chồng ơi đăng ký đi, đăng ký đi, cho một lần vợ lên tivi đi, coi như là một món quà thiệt là lớn chồng tặng em đi. Cái xong hay sao sao á, thời gian cái cậu mới chịu đi với em. Sau khi tìm hiểu thì em cũng thấy nó cũng những cái khung giờ là nó cũng không ảnh hưởng gì tới công việc bao nhiêu. Với lại em cũng suy nghĩ là tới thời điểm hiện tại thì vợ mình đã chịu rất nhiều cái buồn đau rồi, cùng mình đi bao nhiêu lâu rồi, em cũng dành một cái món quà này dành như là một cái kỷ niệm để mà sau này có già đi thì mình cũng nhìn lại coi như là đó là cái kỷ niệm mà hai đứa. Đúng rồi. Cảm ơn hai em. Rồi vậy thì bây giờ em có muốn mong muốn vợ em thay đổi gì không? Em cũng có mong muốn vợ bớt cằn nhằn lại. Có một vấn đề chỉ nói một lần hai lần là mình hiểu, mình tự thay đổi, đừng có nhai là nhiều lúc cũng nhức đầu. Còn vợ sao? Dạ em nói chung chồng em rất là tuyệt vời, làm biếng nhưng mà rất là phụ vợ. Ví dụ như em thì nấu ăn thì chồng rửa chén, rồi chồng phụ em lau nhà. Nói chung việc nhà anh vẫn rất là làm giúp em rất là nhiều. Điều mà em mong muốn anh thay đổi là chỉ có đừng có giận lãi em nhiều. Tại vì em sao em hay khóc, em hay buồn, em nhõng nhẽo ảnh nữa. Ngày nào sáng giờ mở mắt ra là chồng em có đẹp không? Chồng em có đẹp không? Em có già không? Hay gì ngày nào em cũng hỏi anh. Rồi hôm nay thì có mong muốn có em bé không? Dạ có. Ok. Hôm nay thì cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Anh chúc cho hai em ha, sẽ đạt được tất cả những mục tiêu trong cuộc sống. Lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc nha. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một thiên thần là một bé gái xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ em cảm ơn anh chị ạ.